Sắp sau yêu cầu cho việc học tập không? Thứ nhất là chúng ta phải lập kế hoạch học tập và làm việc, có hệ thống nghiên cứu điều gì nên làm trước, điều gì nên làm sau. Nó còn bỏ ra 1 giờ để vạch ra kế hoạch và sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện nó. Bạn học vào lúc cảm thấy có lợi nhất cho môn học. Nếu đó là bài giảng văn, hãy học ngay sau khi nghe giảng. Nếu đó là bài học thuộc lòng và câu trả lời, hãy học trước khi lên lớp. Sau khi nghe giảng ấy, bạn hãy xem lại, hãy chọn và tổ chức ghi chép. Trước khi trả bài miệng ấy, bạn nên dùng thì giờ để học thuộc lòng, xem lại các dữ kiện, nhất là đối với các môn học xã hội, chuẩn bị câu hỏi cho bài cũ. Việc đặt ra câu hỏi là một kỹ thuật tốt để chúng ta đào sâu được các vấn đề và đưa ra được các phần mà bạn cần nghiên cứu thêm, hiểu rõ các ghi chép, tìm ra cái ý tưởng quan trọng thầy cô đã nhấn mạnh, lưu ý cho các từ cho nên, vì vậy và chủ yếu điều quan trọng mà thầy cô đã tóm tắt. Học một cách chủ động chứ không phải là thụ động. Không nên đọc đi đọc lại một câu như là học vẹt, mà là học và có nhiều giác quan khi học, phải có trí tưởng tượng, phải có kết hợp giữa nhiều xúc cảm, cố gắng để đầu óc bạn nhìn thấy được nhiều thứ. Sử dụng bằng cách là sử dụng âm thanh, đọc chữ to lên, đọc to giọng lên và lắng nghe chúng. Sử dụng sự liên tưởng điều đang học với những điều có liên quan. Thứ năm là chúng ta phải ghi chú thật cẩn thận. Nó sẽ đòi hỏi bạn suy nghĩ theo lối phân tích, ghi ngắn đủ dữ liệu sẽ tốt hơn là viết tất cả mọi điều lên. Mọi điều mà ghi được vì bạn sẽ không còn thời gian để phân tích rồi tổng hợp lại nữa. Thứ sáu là bạn luôn học tại bàn. Thái độ này chuẩn bị cho bạn hai ưu thế tốt cho cả trí tuệ lẫn thể hình. Không được nằm dài ở trên giường để học, bởi vì bạn sẽ ngủ quên lúc nào không biết, lâu dần sẽ tạo nên một thói quen lười biếng. Chúng ta còn phải từ bỏ cái lối học kinh nghiệm mà. Mới vào giảng trường đường đại học thì các tân sinh viên thường bị sốc bởi cách học mới, không phải trả bài, không phải điểm danh, nhưng mà xin mách nước và một số kinh nghiệm như sau. Chỉ sau 1 năm vào đại học thôi, bạn bè thường thời phổ thông không nhận ra cái cậu bé, cái anh học trò Lê Tín ngày xưa nữa. Anh chàng ấy ngày trước học giỏi nhất lớp mà nay ngày gầy còm, mặt phờ phạc, mắt cũng sâu vì thiếu ngủ. Ai hỏi đến tính cũng nhăn nhó, học đại học khó quá, không giống như học phổ thông mình học mãi và vẫn không hết bài, vậy mà thi lại vẫn đều khúc triền miên. Chẳng riêng gì Lê Tín mà nhiều tân sinh viên trang ước trang ráo vào đại học cũng mang nỗi niềm tương tự. Nào là chép bài không kịp vì lúc thời gian nhanh quá, nào là bị bắt thảo luận thuyết trình bao năm rồi mà vẫn đi thi mãi. Tiết học đầu tiên của bất kỳ môn nào, thầy giáo cũng liệt kê ra la liệt những cái danh sách dài đằng đẵng, cái sách tham khảo kèm theo lời dặn dò để trở thành kinh điển. Những gì tôi trình bày ở được ở trên lớp chỉ mang tính chất chung chung nhất, sơ lược nhất, các em phải tự tìm hiểu lấy, tự tìm hiểu thêm. Đôi khi trước khi một bài giảng thì cô buông ra một câu chắc gọn nghe như phán quyết của một tòa án. Phần này các em về nhà tự nghiên cứu lấy, có gì không hiểu thì hỏi lại sau. Sinh viên nhìn nhau lè lưỡi và cười, đặc biệt là các sinh viên ngành khoa học xã hội cứ lớp lột lột vì đề thi cho phép sử dụng tài liệu. Cái kiểu đề thi này nó rất là khó, và khi giới sinh viên thường truyền nhau miệng câu nói gần như là chân lý, không thi lại thì là phi thành đại học. Thì giảng viên lại than phiền sinh viên mà cứ như học sinh cấp 4. Phải chăng lận đận trường thi lỗi chỉ là ở do sinh viên? Đại học không phải là học lại, không phải là học đại, không phải là học thuộc lòng. Một thầy giáo trường chuyên toán ở một trường đại học quốc gia Hà Nội đã từng đưa nhiều đoàn học sinh Việt Nam đi thi quốc tế, có lần lên tiếng báo động học sinh Việt Nam đi thi quốc tế đạt giải rất cao, cao rất nhiều. Nhưng sau đó rất nhiều người trở thành nhà khoa học, có những công trình nghiên cứu phát minh sáng chế,
hay có những cái phát minh sáng chế thì lại là điều rất hiếm. Năm 1996, nhiều cuộc điều tra xã hội tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh lại cho thấy sinh viên Việt Nam học rất chăm nhưng chỉ học để nhớ chứ không phải học để làm việc. Nguyên nhân là cách thức giáo dục chưa phù hợp. Vì sao? Vì cái nước phương Tây từ nhỏ học sinh đã rèn luyện ý thức chủ động, tự giác trong việc học. Trường học luôn đề cao tinh thần độc lập, sáng tạo. Còn ở nước ta, ngay từ cấp tiểu học, học sinh đã được khuyến khích học thuộc lòng, gọi nôm na là học vẹt. Nghĩa là này xuất phát từ cách dạy phổ thông, thầy đọc, trò chép từng câu, từng chữ, học thuộc. Câu hỏi thường gặp là các em đã học thuộc bài chưa? Nhưng lên gặp đại học các cô lại gặp các cô lại hỏi các em là các em đã hiểu chưa, phải thay đổi cách học để học đại học không phải là học đại đại học ngoài kiểu học đại đấy. Học thì dễ, phương pháp học mới thì mới khó đấy. Học thì dễ, phương pháp học mới khó. Bước vào cổng trường đại học, sinh viên nào cũng mang theo ước mơ về nghề nghiệp tương lai. Như vậy không chỉ để trả bài, để qua các kỳ thi, quan trọng hơn hết học về sau này ra đời làm việc. Bạn đừng tưởng cách hay nhất là cắm cổ vào học mọi lúc mọi nơi đấy. Mà theo một cái theo bạn Hà Thanh Vân tốt nghiệp thủ khoa trường là ngữ văn báo chí khoa học xã hội nhân văn khóa 1991-1995 cho rằng thời gian nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng nhất là còn phải có cái phương pháp học phù hợp với năng lực của mình. Vì thế, tôi vì quỹ thời gian cho việc học không nhiều, nhưng Vân luôn luôn đứng đầu lớp. Bí quyết của Vân thật đơn giản, phải bắt mình động não, phải tự đặt vấn đề thật nhiều câu hỏi, và tìm ra cách trả lời những câu hỏi khó. Mặt khác, chị không bị áp lực bởi việc mà phải đạt điểm cao, nên chỉ học lúc đầu óc cảm thấy thoải mái, và khi học không thực sự còn là niềm mê say thì bắt đầu là tạm nghỉ. Những gợi ý về phương pháp học, mỗi người đều có một kiểu tư duy, cái khả năng nhận thức khác nhau, và bạn phải tự khám phá mình để tìm ra một phương pháp học hiệu quả nhất. Sau đây là một số kinh nghiệm. Đừng xem nhẹ các giờ học thực nghiệm, thảo luận, thuyết trình, vì bạn sẽ mất nhiều thời gian, công sức. Đó là bước đầu để chúng ta quen dần với thực tế. Cầm Quỳ, một sinh viên trường y cho biết, lần đầu tiên thực hành đánh xác người thật, về nhà không nuốt nổi cơm, nhưng cứ nghĩ sau này thành bác sĩ phải tiếp xúc với thật nhiều bệnh nhân thật như thế, thì lại cố gắng. Và hãy tưởng tượng xem, nếu ngành y mà chỉ học chay, học mà không thực hành, thì nhiều sinh viên trường y trước khi trở thành bác sĩ thực sự, hẳn sẽ làm nhiều bệnh nhân phải oan mạng. Hãy được thành một con mọt sách là câu nói được ghi ở đầu cuốn giáo trình của bạn Nam Tiến, ngành Đông Phương học. Nên đọc nhiều sách, tìm hiểu nhiều quyển mới để tiếp cận những kiến thức hiện đại. Vì giáo trình ở trường thường cũ có khi đã lạc hậu. Hãy từ bỏ cái thói quen học bài sau khi nghe giảng. Thay vào đó, hãy đọc bài trước khi đến lớp, lắng nghe không đồng nghĩa với việc là thụ động, mạnh dạn nêu lên thắc mắc, giúp cho bạn thẩm thấu được nhiều vấn đề, nhìn chiều sâu hơn mà không phải mất hàng giờ ôn giáo trình AI. Hay nói cách khác, các bạn phải mạnh dạn nêu ra những cái thắc mắc để giúp các bạn thẩm thấu nhiều vấn đề sâu hơn mà không phải mất thời gian ôn giáo trình ngồi đọc đọc AI. Đây là một cách để phát huy tối đa cái khả năng tư duy độc lập, óc tự chủ sáng tạo. Đừng để nước đến trong mới nhảy. Nếu như mà lỡ nước đã lên cao không kịp nhảy thì 99% các bạn sẽ đuối trong bể kiến thức. Nhưng cũng đừng cố gắng tăng thời gian học bằng cách là bớt thời gian ngủ, cầu nguyện đến những vị cứu tinh trà hay cà phê trước khi mỗi kỳ thi chỉ là giải pháp tình thế. Mưa dầm thấm lâu, hãy học hàng ngày, dù thầy cô có trả bài cho bạn hàng ngày hay không. Có thể phương pháp học của mọi người không giống nhau, nhưng mà một điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải bắt buộc phải có, đó là niềm say mê, là khát khao tìm hiểu. Và đừng quên, học hôm nay là để làm việc cho ngày mai.